Ten Hag muốn biến Old Trafford thành pháo đài trước Barca. Hài lòng với chiến thắng Leicester, nhưng huấn luyện viên Erik Ten Hag yêu cầu các cầu thủ Man Utd nhanh chóng tập trung cho trận tiếp Barca ở lượt về vòng playoff Europa League tuần này. Khi được hỏi về khả năng đua vô địch ngoại hạng Anh sau trận thắng 3-0 trước Leicester tối 19 tháng 2, Ten Hag trả lời, chúng tôi không nghĩ về điều đó. Trước hết, chúng tôi nghĩ về trận đấu tiếp theo. Đó sẽ là một đêm tuyệt vời. Nó phải dành cho chúng tôi, nhưng chúng tôi phải nỗ lực. Chúng tôi phải chiến đấu với Barca cùng người hâm mộ và biến Old Trafford thành một pháo đài thực sự. Ở trận lượt đi trên sân Camp Nou, Man Utd hòa 2-2 với Barca. Do không áp dụng luật bàn thắng sân khách, thầy trò Ten Hag cần một chiến thắng ở trận lượt về tối 23 tháng 2 trên sân nhà để đi tiếp. Lần gần nhất Man Utd nhận thất bại trên sân nhà là trận thua Sociedad 0-1 ở lượt đầu vòng bảng Europa League hôm 8 tháng 9. Từ đó, Quỷ Đỏ trải qua 15 trận liên tiếp bất bại tại Old Trafford. Trận thắng Leicester là một trong 15 trận đó. Marcus Rashford sớm đưa Man Utd dẫn 2-0 bằng hai pha đối mặt thủ môn Danny Ward ở phút 25 và 56. Đến phút 61, Jadon Sancho đệm bóng ấn định tỷ số sau đường truyền của Bruno Fernandes. Chúng tôi hài lòng với kết quả này, huấn luyện viên Ten Hag cho hay. Khi chơi với mật độ 3 ngày một trận, không phải lúc nào bạn cũng giữ được phong độ. Hôm nay, hiệp 1 thực sự khó khăn. Chúng tôi giữ sạch lưới trong hiệp 1 là nhờ David De Gea. Ten Hag kịp thời chấn chỉnh các cầu thủ trong 15 phút nghỉ giải lao. Sau đó, Man Utd chơi hay hơn và ghi thêm 2 bàn. Tôi nghĩ hiệp 2 thật tuyệt vời. Huấn luyện viên của Man Utd cho hay, đó là cách mà tôi muốn xem đội của mình thi đấu. Nó không chỉ đem lại sự hứng khởi mà còn là việc các cầu thủ chơi đúng vị trí, chơi thứ bóng đá đơn giản và sự phối hợp giữa các tuyến. Thật thú vị khi chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội và ghi những bàn thắng đẹp. Huấn luyện viên người Hà Lan đặc biệt nhấn mạnh về việc các cầu thủ phải chơi bóng vì tập thể. Ông coi đó là nền tảng đem lại thành công cho Man Utd. Trong 17 trận sau kỳ nghỉ World Cup 2022, Quỷ Đỏ thắng 13 trận, hòa 3 và chỉ thua 1. Rashford đang chơi đúng vị trí, nhưng đừng quên tập thể, Ten Hag nói. Những bàn thắng của chúng tôi là bàn thắng tập thể. Do đó, tôi muốn nêu bật Fernandes với hai pha kiến tạo tuyệt vời. Fred cũng có một pha kiến tạo rất đẹp. Rashford sẽ không thể ghi bàn nếu không nhận được bóng. Hiện Man Utd đứng thứ 3 ngoại hạng Anh với 49 điểm sau 24 trận, kém Arsenal 5 điểm và Man City 3 điểm. Trong đó, Arsenal chơi ít hơn một trận. Bên cạnh ngoại hạng Anh và Europa League, Man Utd còn vào chung kết cấp liên đoàn và vòng 5 FA Cup. Ngày 26 tháng 2, Quỷ Đỏ sẽ đá chung kết cấp liên đoàn với Newcastle. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.